can lắp đặt lên tông các bạn nhé. Các bạn lờ ra mà lắp cái chân trái. Lắp lên mọi thứ nó có lại. Đây mình sẽ có bốn góc dài này nha. Dùng bốn ốc dài để mình ra các bạn nhé. Đẩy điểm sáng lên. Ốc dài các bạn để sử dụng ốc này nhé. Cái đó đây này, cái nắp đây, mở cái nắp ra, anh nhau một chút, nắp ra, anh đưa cái bỏ cái rồi sau đó là đặt chân lên, để vô đây nè, vô đi, vô đi, sử dụng ốc dài để bàn gặp bạn nhé. Ta vừa lắp xong cái phần chân. Giờ phần bê đan. Bê đan nè. Bê đan này các bạn để im. Bê đan hay bê đan phê. Nó không có cái nào nó vô lộn được hết á, nó chỉ có một cái nút của nó thôi, cỡ nó thôi nè. Rồi vô nè, giờ để vô cái móc nè. Rồi cái này chân trà này nè.
Rồi bây giờ đưa cái đầu lên. Và bây giờ mình đầu rồi, được thôi, lên đưa cái đầu lên này. Đưa đầu lên, đưa lên nè. Nè, quay sát cho nó đứng đầu. Đưa chạy tay nha, bà bám sao. Nè, chưa? Chỉ ra cái mép này này. Hai cái mép này, cái mép dưới này này. Dạ, xuống này. Đó, cái mép này này, cái mép này ngay đây nè. Ra cái mép này ngay đây nè. À, để vô được, đây cái mép đây. Mép này, mép này bằng nhau nè. Thấy chưa? Đó. Sau khi làm hoàn thành như vậy các bạn. Đây, dưới này sẽ có 2 cái bít nè. Đây. Đây này, lấy cho vặn vặn vào cái chỗ đó đó. Cái chỗ đó lỗi chưa? Rồi, bắt đầu cắm dây. Dây nó là 2 cái, nó chỉ cái nào vào cái đó thôi chứ không có nào qua được nè. Như vậy là chúng ta vừa rồi đã hoàn thiện xong phần ráp đàn con dòng L. Và nếu mà những quý vị đang có nhu cầu mua đàn Electone cho nhà thờ thì hãy liên hệ với nhạc của Anton Music với số Zalo là 0943633281. Nhạc của Anton Music chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị các bạn